Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evolnet của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn kiến thức về JavaScript. Và cái chủ đề trong ngày hôm nay đó chính là Destructuring trong JavaScript. Rồi, thì mình sẽ mở một cái file HTML và chèn cái file là main.js vào đây. Và mình mở dùng live server để bấm vào đây inspect, dùng console nhé, không có gì ở đây cả. Đầu tiên đó, thì mình sẽ tạo một cái object đơn giản như sau: const student. Mình để name là evondev đi, age là 29 ha, school là Cao Thắng, technical college, gender là male, male. Rồi gì ta, country ha, country là Việt Nam. Rồi thì chúng ta sẽ có cấu trúc như thế này. Mình sẽ để tiếp là hometown đi, và trong này lại có city là Hồ Chí Minh, mình ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ có một cái object đơn giản như thế này. Và trước đây khi mà chưa có destructuring ha, thì chúng ta muốn truy xuất những cái giá trị của những cái property như là name, age, school, gender, thì chúng ta sẽ tạo nó như thế này. Ví dụ constant là name bằng student chấm name, tương tự như vậy. Và constant age bằng student chấm age. Tuy nhiên khi mà ra ES6 thì nó có một cái mới ha, cái là một cái feature mới ở trong JavaScript, đó chính là destructuring như thế này. Thì cú pháp để sử dụng nó, mình sẽ chỉ cho các bạn cú pháp cơ bản trước. Thì mình sẽ sử dụng là less hoặc constant tùy các bạn nha. Ở đây mình dùng const. Property 1 phải property 2 phải chấm chấm chấm, nhiều property khác tùy các bạn, bằng cái object mà các bạn muốn. Thì mình sẽ ví dụ const name age bằng student. Ở đây nó báo trùng, tại vì mình giờ khai báo trùng, mình sẽ ẩn nó đi cái đã. Thì lúc này các bạn sẽ thấy property 1 lúc này sẽ bằng object chấm property 1, property 2 bằng sẽ bằng object chấm property 2. Các bạn sẽ thấy nó vòng qua như thế này và chấm cái này đó. Thì khi mà mình khai báo ở đây names object này, rồi name phải age bằng student, thì lúc này cái name và cái a này nó sẽ tương với cái name và cái a là property, thuộc là thuộc tính ở bên trong cái student này. Tức là name sẽ bằng student chấm name, giống tương tự ở đây, và a sẽ bằng student chấm a. Khi ra mà chúng ta viết như thế này nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Và mình sẽ cần số lắp ra name là a, thì các bạn sẽ thấy là name là evondev ha, và a là 29. Tức là giá trị ha, giá trị name là evondev và age là 29 như thế này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Thì cái này rất là quan trọng ha, khi chúng ta học JavaScript thì chúng ta phải biết cái này, để sau này khi các bạn học qua những cái thư viện như React hoặc là framework như Vue hoặc là Angular thì có thể các bạn sẽ dùng tới destructuring. Nếu các bạn làm việc với React thì các bạn sẽ thấy nó rất là nhiều. Khi các bạn làm việc với Flop thì các bạn có hiểu đơn giản cái này là Flop đi. Và một cái Flop có rất là nhiều property đúng không, bên trong như thế này. Và lúc này các bạn chỉ muốn lấy hai cái trong đó, giả sử name và age, thì các bạn sẽ viết như thế này. Còn một trường hợp nữa các bạn sẽ thấy ở trong React, các bạn sẽ thấy là người ta sẽ viết là chấm 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 rest hoặc là chấm chấm props, thì nó sẽ liên quan đến cái kiến thức khác, đó chính là rest parameter. Rest parameter, tức là những cái này thì mình chưa có quay video ở trên YouTube ha, nhưng mà ở đây á, những bạn nào đã biết rồi thì có thể hiểu những cái này. Tức là rest có nghĩa là những cái còn lại ha. Ví dụ ở đây mình muốn á là dùng name và age đúng không, thì mình muốn là những cái còn lại, ví dụ như là school, gender, country, hometown, nó sẽ nằm ở trong một cái object khác. Thì lúc này mình sẽ viết như thế này, chấm 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 rest, hoặc là một cái tên gì đó các bạn muốn ha, các bạn đặt order cũng được. Và lúc này mình sẽ cần số lock cái order ra cho các bạn xem. Thì lúc này order nó sẽ là một object là school, gender, school, hometown, gender, country,
Đó, nhưng mà nó không có name và age nha, tại vì chúng ta đã khai báo name và age ở đây rồi, cho nên nó order là những cái còn lại và nó sẽ nằm ở trong một cái object. Đó, khi các bạn rê chuột vào đây này thì thằng Visual Code nó cũng gửi cho các bạn luôn. Đó, rất là hay ha. Đó, đây bạn thấy không? Đó, nó sẽ gửi cho các bạn ở đây luôn, rất là xịn sò. Đó, age này, name này. Đó, thì đây gọi là REST parameter. Cái này thì mình chắc vài bữa mình sẽ quay video trên YouTube của mình sau ha. Rồi thì khi mà chúng ta hiểu về destructuring ở trong object á thì rất là lợi thế. Sau này khi mà chúng ta muốn viết gọn hơn thì chúng ta sẽ viết như thế này, thay vì viết giống như kiểu này hồi trước đây. Và hiểu hơn về code React, khi mà các bạn thấy một số component trong React người ta viết là name a.order. Đấy, sau đó người ta lại destructuring ra. À, spread operator, chứ cái đó thì mình sẽ nói sau nhé. REST parameter và spread operator mình sẽ nói sau ở trên channel của mình sau. Ở đây mình đang nói về vấn đề là destructuring ở trong JavaScript mà các bạn nên biết. Đó, như thế này. Ví dụ mình muốn truy cập city luôn thì được hay không? À được ha. Thì chúng ta thể viết như thế này. Đó, hometown ha. Và ở đây các bạn muốn truy cập vào cái property sâu của nó nữa thì các bạn sẽ mở ra một cái object nữa. Lúc này chúng ta destructuring bên trong rồi á. Đó, thì các bạn sẽ để city ở đây. Phải. Đó. Thì khi mà mình cần console log city ha. Console log thằng city này thì các bạn sẽ thấy city của mình sẽ có giá trị là Hồ Chí Minh. Đây, city Hồ Chí Minh này, thấy chưa? City Hồ Chí Minh. Đó. Còn order đây là những cái còn lại. Vì cái còn lại nha, nó không có hometown nữa bởi vì mình đã lấy hometown và city ra rồi, cho nên lúc này order sẽ còn là country, gender và school mà thôi. Đó. Thì đây là kiến thức về destructuring cơ bản ở trong JavaScript thôi, ở mức gọi là cơ bản. Và mình nghĩ biết như vậy là đủ dùng rồi. Hiện tại thì mình cũng dùng có từng này thôi, mình cũng không biết những cái khác chuyên sâu hơn như thế nào nữa. Thì nếu mà sau này mà mình biết á, thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Đó, thì đây là destructuring khi mà chúng ta làm việc với lại thằng object. Còn array thì làm được hay không? Array cũng làm được ha. Nếu mà các bạn làm việc với React thì có thể các bạn sẽ thấy đoạn này rất là quen. Ví dụ như là state, set state bằng useState 0, ví dụ như vậy. Đó, thì đây là destructuring, tức là array destructuring ha. Nó sẽ là array destructuring đó. Đấy. Thì chỗ này á, khi mà nếu mà các bạn có tham khảo cái video React mình đăng trên YouTube á, thì mình có giải thích cái vấn đề này, tức là khi sử dụng useState thì nó sẽ ra một cái mảng ha, gồm hai giá trị, 0 là giá trị và cái số 2 á, tức là cái index số 1 đó, xin lỗi các bạn, là tức là nếu đếm số là số 2 đó thì nó là một cái function để cập nhật lại cái state này ở bên trong React. Rồi, ví dụ mình có một cái mảng, mình có là mình sẽ có là một mảng number đi ha, bằng 1 2 3 4 5. Đó. Ví dụ mình muốn lấy là số 1. Thì mình sẽ có là constant 1 bằng number 0, ví dụ như vậy. Rồi constant 2 bằng number 1, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết như thế này. Thì đây là cách viết trước đây. Nhưng mà mình muốn á là destructuring nó ra thì viết như thế nào? Thì mình sẽ viết như thế này. Constant 1 2 bằng number. Đấy. Thì khi mà mình viết như thế này thì nó sẽ hiểu cái 1 này là 1 và cái 2 này là 2. Các bạn thấy không? 1 là 1, 2 là 2 này. Đó. Có nghĩa là mình destructuring nó ra. Thì thằng object á, destructuring á, thì nó sẽ theo property, tức là name, age, school, gender, country, hometown, city. Đó. Còn thằng array á, thì nó là sẽ là lấy theo index, cho nên là chúng ta sẽ để đúng index của nó ha. Giả sử 1 thì nó sẽ là tương ứng cái này, 2 thì nó sẽ là cái này. Tương tự ở trong array nó cũng có REST parameter, ví dụ mình để là ...order. Thì lúc này order 2 đi ha. Thì order 2 lúc này nó sẽ là một mảng chứa những giá trị còn lại. Thì ở đây nó sẽ là một mảng chứa 3, 4 và 5. Các bạn sẽ thấy 3, 4 và 5. Đó. Khi chúng ta nắm vững được về destructuring ở trong JavaScript và sử dụng với object, sử dụng với array thì nó sẽ giúp chúng ta viết code ngắn gọn hơn, cũng như là hiểu được những đoạn code người khác viết. Ví dụ người khác viết ở trong React hoặc là JavaScript luôn, người ta dùng destructuring, người ta dùng REST parameter, người ta dùng spread operator, thì những cái đó mình sẽ chia sẻ sau ở trên channel của mình sắp tới sau ha. Đó. Thì khi mà chúng ta có những cái kiến thức đó thì chúng ta sẽ hiểu được, tại vì nó ở trong exit là code những cái mới. Ví dụ các bạn code dùng const hoặc dùng less thay vì dùng var như trước đây, kiểu như vậy. Đó.
Thì về destructuring á, mình cũng biết ở mức cơ bản như vậy thôi, tức là đủ dùng. Tại sự khi mà làm việc với lại use state, mình hiểu được là tại sao lại viết như thế này. Thì đây là array destructuring, one true order đấy. Hoặc là khi làm việc với object, khi mình các bạn thấy ở trong React á, người ta viết là ví dụ như là component, component chấm chấm, các bạn sẽ thấy là giả sử như là bạn sẽ thấy là chấm 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 rest ví dụ như vậy đó, thì các bạn sẽ hiểu rest ở đây tức là những cái thuộc tính còn lại mà mình đã destructuring ở đây. Ví dụ như là order đi ha, mình sẽ order cho nó chuẩn kiểu như vậy. Các bạn sẽ thấy ở đây ha. Thì khi mà các bạn đã có kiến thức về destructuring đó thì các bạn sẽ hiểu được những đoạn code mà người ta biết. Ví dụ trước đây các bạn không biết đúng không, các bạn sẽ thấy là người ta viết như thế này, nhưng về sau á các bạn cũng chưa biết, các bạn lại thấy người ta viết như thế này, ủa đoạn code này là gì, tại sao lại viết được như vậy, hay ta viết theo thử viết được nhưng mà viết tự viết lại một cái khác là thấy lỗi, có thể là các bạn không hiểu, các bạn tưởng là property để đặt cái tên gì cũng được kiểu như vậy. Mình nhớ không lầm thì chỗ này vẫn có thể đặt tên khác được, name đó, name 2 ha, mình sẽ console log name 2. Name 2 là evolnet đúng không? Đó, thì các bạn sẽ thấy chữ evolnet ở đây. Tại sao lại là name 2 nó vẫn ra evolnet, trong khi ở đây trong cái object student này nó không hề có name 2. Thì các bạn hiểu cho mình ha. 2 chấm name 2 có nghĩa là mình đã đổi tên. Tức là mình đổi cái name này thành name 2. Được chưa? Tức là cái name này thành name 2 này. Mình sẽ thử console log name thử xem nó có ra hay không nhé. Nói các bạn sẽ thấy không có gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này nó đã đổi tên thành name 2 rồi, lúc chỗ này giá trị nó sẽ không có gì cả. Đó, các bạn lưu ý việc đó. Tại sao lại có vấn đề đổi tên? Ví dụ sau này khi các bạn làm việc với React, các bạn sẽ sử dụng custom hook. Có thể ở đây các bạn chưa biết React là cái gì, nhưng mà một số bạn biết React á, mình đang nói cho các bạn những bạn đã biết React nha. Thì các bạn sẽ dùng custom hook. Ví dụ như là constant name bằng you custom hook ví dụ như vậy. Rồi các bạn sử dụng hai nơi. Thì lúc này cái name này các bạn khai báo const có nghĩa là nó bị trùng thì nó sẽ bị lỗi. Cho nên các bạn cần đổi tên nó lại. Thì các bạn sẽ để là ví dụ đặt là name primary name. Rồi ở dưới này các bạn đặt một cái tên khác là secondary name. Ví dụ như vậy. Thì cái việc đổi tên như thế này để chúng ta có thể sử dụng hai lần ha. Tức là khác nhau. Ở trên là primary name, ở dưới này là secondary name để nó không có bị trùng cái name này. Bởi vì custom hook á, khi các bạn return ra một object hoặc là một cái array thì có thể các bạn sẽ destructuring nó như thế này đây. Và các bạn đổi tên nó lại ha, đổi tên nó lại như thế này để không bị trùng, chứ không mà nếu mà chúng ta viết như thế này á thì không được. Ở đây mình đang nói đến vấn đề là sử dụng custom hook, mà một số bạn viết custom hook mà trả về object á, hoặc là array thì cũng tương tự thôi. Giả sử ở đây các bạn để one, các bạn sẽ để là number one để thử xem nó có được hay không á. Hình như one thì không có được, hình như là array thì nó không có cho hay sao á, object thì được. Hình như không có được. Không cho, array không cho ha. Không cho. Array hình như nó lấy theo vị trí. Mình nhớ là xem coi. Nhớ là nó không cho ha, ở đây hình như không được, hoặc là mình không biết. Còn về object thì nó cho ha, nó cho đổi tên như thế này, các bạn thấy đây ha, đổi tên này. Rồi thì kiến thức về JavaScript, về destructuring thì mình chỉ biết có từng đó thôi, cho nên là mình chia sẻ từng đó cho các bạn thôi, biết cái gì thì chia sẻ cái đấy ha, còn nếu mà mình không biết mình chia sẻ bậy bạ mà câu nó sai. Thì video này kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng thông qua cái video này về destructuring trong JavaScript thì sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về viết code trong JavaScript nha. Xin lỗi các bạn, viết code trong JavaScript sử dụng destructuring để cho code nó gọn gàng hơn, cũng như là biết cách đổi tên của property khi mà chúng ta sử dụng destructuring trong object, đặc biệt là khi bạn làm việc với custom hook ở trong React. Alright, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video này cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video chia sẻ bước tiếp theo trên channel của mình sắp tới nữa nha.